Rồi, mến chào bạn. Hôm nay mình nhận một món hàng là mình đặt ở trên Shopee các bạn nha. Thì món hàng này là khui rồi sẽ biết. Để mình cái này thì mình với giá là tổng cộng cả tiền vận chuyển đồ về tới nơi luôn là 124.700 đồng ha. Thì bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem thử rồi sẽ biết ha. Về đóng gói thì khi mình thấy vận chuyển về tới đây thì ok ha, thì ở đây có ghi những cái mà hàng dễ vỡ rồi ha. Rồi bây giờ tới phần mình khui ra bên trong ha, khui rồi sẽ biết. Đây là mình khui ra bên trong thì ở đây là có một cái bọc để mà chống bị vỡ ha. Nói chung về phần đóng gói thì mình thấy là ok rồi đó. Rồi thì cái chai nước chanh này thì nó có cái khối lượng là 1 lít các bạn ha. Thì 1 lít thì nó gồm có năng lượng nè, rồi cái gì calo hydrat nè, chất đạm béo không có calo hydrat, một 141 gram à. Rồi 14 lít trên gam à, 141 gram gì nữa. Nói chung mình nhìn không có rõ mấy. Rồi cái gì đây, năng lượng là 5 calori. Thôi bỏ qua phần đó đi, nói chung nước chanh mình người Việt mình nước chanh là ok rồi. Rồi thì công dụng sử dụng để chế biến thực phẩm và đồ uống, thì thực phẩm đây thì gồm có thí dụ như mình nấu lẩu nè, rồi mình làm nước mắm nè, rồi mình làm nước chanh nè, rồi mình làm nước chanh rồi để uống, rồi nước mắm nấu lẩu, rồi ơi nhiều thứ lắm, mì cay mì đồ tùm lum hết. Nói chung là nhiều thứ sử dụng tới nước cốt chanh này. Thì thay vì chúng ta mua chanh tươi, và chanh tươi thì đâu phải lúc nào cũng có sẵn trong nhà đâu đúng không? Nếu chúng ta mua nhiều, chúng ta dự trữ lâu thì nó sẽ bị khô héo hay bị này kia. Thì mình mua một chai nước cốt chanh này thì nó chỉ có giá là về tới nơi chỉ có 124.700 đồng thôi. Về tới nơi thì chúng ta 1 lít nước này chúng ta sử dụng hơi là được là hơi lâu rồi nha, mà nó tiện lợi nữa. Đây là cái gì? Hạn sử dụng là in trên bao bì ha. Xin cho này là công ty sản phẩm của công ty cổ phần thương mại và đầu tư Chanh Việt Long An. Chanh Việt Long An. Địa chỉ là số 888 quốc lộ N2 ấp 4 xã Thạnh Lợi huyện Bến Lức tỉnh Long An. Việt Nam. Địa chỉ văn phòng là 261 Hoàng Thụ phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại là 028 3848 8285. Rồi, sản xuất tại Việt Nam. Rồi cái ngày cái date của nó đây. Cái date của nó là sản xuất ngày 27 năm 2002 và sử dụng 1 năm là 2020 tháng 7 năm 2023 ha. Rồi giờ mình để mình thử, mình lấy ra mình pha thử miếng nước chanh mình uống coi. Nói chung là mình uống cái nước chanh mà của mình đã tới cái nhà máy này mà mình tham quan và mình đã từng được uống những cái nước chanh trà chanh đồ của cơ sở này rồi thì mình thấy nó rất ngon. Thí dụ như người ta chanh này người ta pha trà xong bắt đầu người ta đổ một ít chanh này vô với đường, người ta quậy lên xong cái bắt đầu bỏ vô trong cái quậy lên cho nó vừa uống xong bỏ vô trong ly đá, trời uống cực kỳ ngon luôn các bạn. Để mình thử nha. Ở đây đây mình vừa khui cái siêu của nó ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ giật nắp lên. Ê, rồi đây là một ly trà Lipton ha. Trà Lipton thì mình đã bỏ đường vô rồi, đã bỏ đường vô rồi. Rồi vừa ngọt chưa. Rồi mình uống rồi, bây giờ mình sẽ cho thử một miếng chanh vô uống xem nó như thế nào ha. Đó, đây là nước cốt chanh. Chà, nó thơm các bạn à. Người ta ở cái chanh Việt này, cái đặc biệt của nó là người ta khi mà người ta chế biến á, là người ta ngoài người ta vắt cái nước cốt ra, người ta còn vắt lấy cái nước mà cái nước để nó tạo được cái giữ được cái hương của cái chanh đó.
ở trong đó, công nhận ngon quá các bạn. Mình bỏ bị hơi nhiều chanh rồi, chỉ cần một tí xíu thôi, vài giọt thôi là có được một ly nước chanh ngon lành, chanh nguyên chất các bạn nha, không có phải là mình đã đi tới nhà máy rồi thì mình thấy máy là ép chanh đồ ra là hoàn toàn nguyên chất hết, không phải là pha chế thêm những cái chất gì khác vô đó. Thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu á thì hãy bấm vào trong cái phần mô tả video của mình và sẽ có cái link và bạn sẽ mua cái nước chanh cốt chanh này về dùng ha, rất là tiện lợi cho cái gia đình của mình đó, rất là tiện lợi. Và nước chanh ở đây là đặc biệt, chanh Việt là rất là thơm và nó thơm hơn là cái chanh, nước chanh của Mỹ, nó thơm và nó cái độ chua của nó đậm đặc, mình chỉ cần bỏ một ít thôi là đủ độ chua, này mình bỏ hơi bị nhiều rồi, rất là chua luôn, mà cái vị chua nó thanh mà nó ngọt, chua thật, chua chanh thật chứ không phải là những cái hóa chất đồ giả tạo ha. Thì để hôm bữa mình có quay cái video sản xuất cái nước cốt chanh này mà không biết là mình để đâu rồi, hay không biết là mình còn giữ không. Để đó, nếu mà để mình lục ra nếu có thì mình sẽ ghép vô cho bạn xem ha, ở phần cuối video ha. Rất là ngon các bạn, nói chung cỡ này thì cũng quá ok chứ không nói là chua lắm, ngon lắm các bạn ơi, tuyệt vời luôn đó. Thành ra các bạn nào là làm gỏi nè, rồi làm gỏi nè, rồi nấu lẩu nè, rồi làm được mắm nước đồ thì chúng ta bỏ vào là hết ý. Nhưng mà tiếc có cái là ở công ty là làm một cái chai quá lớn, ví dụ như làm chai nửa lít thôi, có cái vòi xịt ha, mình xịt vô mình để mình làm nước chanh nước đồ thì ok hơn ha. Còn này một chai 1 lít thì mình muốn ấy mình phải rót ra, rót ra, nhưng mà không sao, rót ra thì cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng mà mình thấy trà trà chanh này quá ngon các bạn, giờ bỏ đá vô nữa là hết ý luôn. Rồi, mình chào các bạn.